Hello, thì chào mọi người nhé. Đây là sẽ phát hiện là cây sầu riêng này có một con kỳ nhông này. Đó. Như vẫn là kỳ nhông hoa nha mọi người. Đây. Thì sẽ đi vòng ra hướng khác để tiếp cận nó và bắt nó cho mọi người xem. Rồi. Đây, anh ta sẽ đã phát hiện ra con kỳ nhông hoa đây. Đó. Đây, anh ta sẽ rung cành cho nó rơi dưới đất. Rơi dưới đất rồi. Nhưng mà hiện tại là không biết được chỗ nào thôi mọi người. Thì đã bắt được nó rồi mọi người. Đó. Ok nhông, đó. Rất là tuyệt vời nha mọi người. Này. Đây rồi, đây. Đây cái góc này thì dễ hơn mọi người. Đây, một con kỳ nhông hoa. Đây cổ tím đó. Rất là tuyệt vời nha mọi người. Đó. Đây nó bắt đầu đổi màu rồi mọi người. Đó. Đây bắt xuống về. Thì không dễ dàng lắm mọi người. Đó. Có vẻ như chúng đang rất là hiền lành, nhưng mà thả ra phát thì chúng sẽ mất tiêu nha mọi người. Đó. Đó, đây. Thôi cho em thì quay vậy thôi nha mọi người. Thả ra thôi. À quên. Quay về. Cho cô Ben chơi cũng được. Đây. Con ơi, đi vào. Nghịch này, nghịch này. Đi vào. Đi vào, đi vào. Con gì đây? Con kỳ nhông. Con kỳ nhông hả? Cắn nhá, cắn không? Chụp cây đi, chụp cây đi, chụp cây đi. Chụp cây đi. Đi vào, đi vào. Đi vào mẹ kìa. Chụp cây đi. Chụp cây đi, nhanh lên, chụp cây đi. Này, cắn chân này. Cầm. Cầm. Cầm, cầm, nó bò. Chụp cây đi nha, chụp cây đi. Chi, 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 đây. Vô. Thằng con thì nằm hai tay. Con đó. Rồi, gọi. Ấy. Bye bye. Chào và gặp lại mọi người nhé.